Là bốn ATP hả cô? Chưa đúng. Tất cả chúng ta phải lọc lại tất cả những cái chất ở dạng ATP hoặc là ở những dạng tiền chất sẽ cho chúng ta năng lượng ATP. NADH cũng sẽ cho chúng ta ATP, chúng ta cũng phải tính vào. Như vậy là bao nhiêu? Sao ATP không? Chưa đúng. Có 8. Cũng chưa phải. Một NADH2 cho chúng ta bao nhiêu ATP? Thưa cô là 3 ATP. Ừ, 3 mà chúng ta có được bao nhiêu NADH2 này? Vậy là tổng là 11 ATP. Tổng 11 cũng chưa phải. Đây này, một phân tử glyceran anhydride 3 phốt pháp sẽ trải qua 5 phản ứng, từ phản ứng số 6 đến phản ứng thứ 10. Thì ở phản ứng thứ ba ấy, nó sẽ cho chúng ta một NADHB như sự khử hydro, chúng ta có được 3. Ở phản ứng thứ bảy nó sẽ giải phóng cái nhóm phốt pháp đưa vào ADP để tổng hợp nên một ATP. Và ở phản ứng thứ 10 nó cũng sẽ giải phóng cái nhóm phốt pháp còn lại trong phân tử để tổng hợp nên ATP. Như vậy chúng ta có được 5. Ở phản ứng số 6 là sẽ có 3, số 7 là có 1, số 10 là có 1. Tuy nhiên chúng ta có hai cái phân tử GAP này. Thế nên chúng ta sẽ có bao nhiêu? Một phân tử sẽ cho là 5 thì hai phân tử sẽ cho là bao nhiêu? Là 10 ấy. Là 10. Còn trên cái hình ảnh mà chúng ta thấy ở đây, người ta cứ ký hiệu 2 là người ta đang gộp hai phân tử, đang nói tới hai phân tử. Tức là hai chuỗi phản ứng để diễn ra hai phân tử GAB tham gia vào cái quá trình giai đoạn 2 này, tức là hai cái chuỗi phản ứng chúng ta có được là có cả hai ha. Từ ký hiệu 2, nhưng phân tích trên một phân tử thì chúng ta sẽ có năng lượng ở cái phản ứng số 6, số 7 và số 10 như vậy. Giai đoạn 2 giải phóng với chúng ta 10 ATP. Nhưng rốt cuộc chúng ta có được bao nhiêu? Là 8. Kết hợp giai đoạn 1 và giai đoạn 2 lại chúng ta chỉ có 8 thôi ấy, vì chúng ta phải trả nợ cho hai cái năng lượng tham gia vào giai đoạn hoạt hóa giai đoạn 1 á. Do đó bản thân chúng ta có 8 thôi. Kiểu chúng ta đi làm ăn kinh tế ấy, muốn trước khi muốn kiếm lại thì chúng ta phải bỏ vốn, và sau khi kiếm được tiền thì phải trừ cái vốn đó ra thì sẽ ra con số lại mà chúng ta có được. Và năng lượng của quá trình thoái hóa trong con đường đường phân này từ gluco tới axit glycerol chúng ta có được là 8. Chúng ta có được là 8. Cô ơi, vậy hai cái còn lại nó sẽ đi đâu cô? Hai cái còn lại là hai cái nào? Là hai cái mà mình cũng lấy lại được. Hai cái không lấy lại được. Hai cái ở đâu? Ở giai đoạn 1 đó. Giai đoạn hai cô. Hai cái ở đâu? Ví dụ như mới xuống 8 con hai là thứ hai, cái năng lượng nó sẽ đi đâu? Chúng ta phải trả trả lại cho cái hoàn nguyên lại cho cái cơ thể chúng ta. Ngay từ giai đoạn 1 chúng ta đã sử dụng hai ATP đấy. Chúng ta đang kết nối giai đoạn 1 và giai đoạn 2 lại và xem quá trình này sẽ cho chúng ta bao nhiêu ATP. Thì giai đoạn 1 chúng ta phải sử dụng của cơ thể chúng ta 2 ATP, 2 năng lượng. Thì cái giai đoạn 2 giải phóng 10 thì chúng ta phải hoàn nguyên lại cái hai đó. Như vậy thực tế quá quá trình này cho chúng ta là 8. Và còn vẫn còn 5 trong cơ thể chứ đi đâu. Do đó nếu ở một cái cơ thể mà thiếu năng lượng đó, thì cái việc tạo ra ở giai đoạn 2, năng lượng tạo ra giai đoạn 2 thì sẽ gặp khó khăn. Và chúng ta cơ thể chúng ta sẽ bị yếu dần do cái việc bản thân chúng ta sẵn là không có năng lượng để giúp cho sự hoạt hóa nó diễn ra. Rồi, kết thúc quá trình đường phân. Những quá trình đường phân này nó tạo ra số lượng ATP chưa nhiều đâu.
mà cái quá trình chúng ta nghiên cứu tiếp cái số phần của axit nucleic hay còn gọi là vi lưu này, nó sẽ tiếp tục chuyển hóa, đặc biệt trong điều kiện có oxy thì cho chúng ta nhiều năng lượng hơn nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục. Nhưng trước khi nghiên cứu sự chuyển hóa của vi lưu này thì chúng ta sẽ nghiên cứu tới một cái gọi là một cái bước ngoặt, một khúc ngoặt khác của cái sự chuyển hóa con đường đường phân này. Khúc ngoặt này nó thể hiện ở chỗ nào? Trên cái hình ảnh slide phía bên tay trái chúng ta thấy đây là một chuỗi phản ứng từ phản ứng số 6 đến phản ứng số 10. Đây chính là hình ảnh của giai đoạn 2 của con đường đường phân. Và trong giai đoạn 2 ấy có một cái bước ngoặt chuyển hóa khác. Cụ thể đó là kết thúc phản ứng thứ 6, chúng ta có được cái sản phẩm 1,3 đi phosphoglycerat. Và 1,3 đi phosphoglycerat đó được tế bào sử dụng dưới sự xúc tác của enzyme mutagen thay đổi vị trí gắn lipophosphorylase, thay đổi vị trí gắn của nhóm phosphate trên phân tử đang gắn ở vị trí số 1, dịch chuyển gắn vào vị trí số 2, tổng hợp với nên phân tử 2,3 đi phosphorylase. Và việc tổng hợp nên cái phân tử này vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với cái chức năng hô hấp của HB. Chúng ta biết HB tức là hemoglobin, nó có mặt ở trong hồng cầu của chúng ta ấy, và chức năng của nó là chức năng hô hấp vận chuyển oxy từ phổi đi cung cấp cho các mô tổ chức, và nó vận chuyển oxy từ phổi tới mang tới các người mô tổ chức, thì tới mô tổ chức bắt buộc nó phải nhả oxy ra, còn tới mô tổ chức mà HB không nhả được oxy thì việc thực hiện chức năng đó nó không có ý nghĩa sinh học. Và một trong những yếu tố giúp nhanh chóng nhả cái oxy ra khỏi HB khi oxy được mang tới các mô tổ chức đó là nhờ vai trò của 2,3 đi phosphoglycerat này, nó làm giảm áp lực giữa oxy với HB. Và do đó cái quá trình này, cái chuyển hóa này nó xảy ra rất là mạnh mẽ, xảy ra nhiều nhất ở trong hồng cầu ấy. Quá trình chuyển hóa glucose theo con đường này nó xảy ra nhiều ở trong hồng cầu ấy, đó là được xem là khúc ngoặt khác. Và toàn bộ cái phần còn lại đấy chính là cái hình ảnh của giai đoạn 2, lúc này chúng ta mới phân tích sản phẩm tạo ra cuối cùng của con đường đường phân là bisulfat. Số phần của con đường là số phần của bisulfat sẽ tiếp tục chuyển hóa trong hai điều kiện, hoặc là có oxy và hoặc là không có oxy, thì cái năng lượng tạo ra là bao nhiêu, là như thế nào. Đối với trường hợp không có oxy hay còn gọi là điều kiện yếm khí, kỳ khí, đôi lúc chúng ta nghe từ kỳ khí, yếm khí, không có oxy, thì axit bisulfit này nó sẽ chuyển đổi thành lactate axit lactic dưới sự xúc tác của lactate dehydrogenase. Đây là một cái phản ứng thuần nghịch và có cô dưới dehydrogenase này tham gia với sự tham gia của coenzyme NADH2. Như vậy trong điều kiện không có oxy, cái phản ứng chuyển bisulfat hóa thành axit lactic có sử dụng NADH2, có sử dụng NADH2 chứ không phải là tạo ra này. Còn trong điều kiện không có trong điều kiện có oxy, tức là ái khí, thiếu khí, thì axit bisulfuric sẽ chuyển thành những cái mẫu acetin coenzyme A. Nhờ cái phức hợp bisulfat dehydrogenase phức hợp, thế nên với sự tham gia của rất nhiều coenzyme TPP, FM, FAD, NAD vân vân. Và trong những cái sản phẩm đó liên quan tới năng lượng sẽ cho chúng ta năng lượng, đó là chính là NADH2, NAD enzyme khử hydro trên cơ chất và đưa vào NAD tạo thành NADH2 đi cung cấp đi vào chuỗi hô hấp tế bào cho chúng ta 3 ATP như lúc này chúng ta đã phân tích. Như vậy trong phản ứng này có tới liên quan tới năng lượng, hai cái thành phần có liên quan tới năng lượng đó là NADH2 sẽ cho chúng ta 3 ATP, một mẫu acetin CoA đi vào đốt cháy trong chu trình stress sẽ cho chúng ta 12 ATP. Tất cả chúng ta nhớ nhớ con số này. Như vậy tổng số của cái giai đoạn ái khí ở đây chúng ta sẽ có được 15 trên một phân tử bisulfat. Một bisulfat trong điều kiện có oxy nó sẽ chuyển hóa cho chúng ta, giải phóng cho chúng ta 15 ATP. Và đến đây mới thực sự là kết thúc thoái hóa gluco trong điều kiện có oxy và không có oxy. Và thoái hóa gluco trong điều kiện có oxy thì cho chúng ta bao nhiêu ATP, mà thoái hóa gluco trong điều kiện không có oxy thì cho chúng ta bao nhiêu ATP. Chúng ta thử nghiên cứu lại và cho ra đáp án xem nào.
một phân tử glucose tự do thoái hóa, được gọi là đường phân yếu khí, yếm khí và đường phân ái khí. Năng lượng được tạo ra bao nhiêu dưới dạng ATP? Đường phân yếm khí sẽ cho chúng ta bao nhiêu ATP các bạn? Cho 3 ATP không cô? Đường phân nếu mà thoái hóa glucose tự do, đường phân yếm khí cho ra kết quả là 3 thì chưa chính xác. Bao nhiêu? Muốn biết bao nhiêu để tính cho nhanh thì chúng ta sẽ cắt được từng giai đoạn ra, hay phân tích từng giai đoạn. Đường phân là từ gluco tới axit glucuric, chúng ta có được bao nhiêu rồi? Có 8 rồi. À, có 8. Bây giờ yếm khí, cái phản ứng yếm khí chuyển trong điều kiện không có oxy, piruvat chuyển thành axit lactic, có sự phản ứng có sử dụng NADH2, như vậy là có sự tiêu tốn đấy, liên quan tới năng lượng và tiêu tốn là bao nhiêu? Tiêu tốn bao ạ? 3 thì chưa đúng. Chúng ta có bao nhiêu phân tử piruvat này kết thúc con đường đường phân? Có hai pin, có hai pin à, bạc cũng rồi. Một piruvat là tiêu tốn 3 thì hai piruvat sẽ tiêu tốn bao nhiêu? Tiêu tốn 6. 6, như vậy tổng tổng kết lại nhé, liên kết lại cả cái quá trình này chúng ta còn được là bao nhiêu trong điều kiện còn, của oxy? Còn 2 rồi. À, còn 2. Và NADH này, tiêu tốn NADH này nó thể hiện tế bào sử dụng ở đâu? Chính là chúng ta thấy rằng ở cái giai đoạn giải phóng ở phản ứng thứ 6 á, chúng ta tạo ra vậy phản ứng thứ 6 của con đường đường phân nó tạo ra 2NADH2. Thì thay vì nếu trong điều kiện có oxy thì cái nguồn này nó sẽ đi vào chuỗi hô hấp tế bào cho chúng ta năng lượng luôn, nhưng trong điều kiện không có oxy thì cái 2NADH2 này sử dụng cho cái phản ứng tiếp theo này, phản ứng này đấy. Do đó trong cái chuỗi còn lại chúng ta có 4, còn lại 4 ATP mà trừ đi 2 ở giai đoạn hoạt hóa thì chúng ta sẽ là còn 2 như vậy. Còn trong điều kiện mà không có trong điều kiện có oxy thì chúng ta sẽ có được bao nhiêu? Kết quả là bao nhiêu ATP? Dạ 23 cô. 23 cũng chưa đúng. 30 cô. 23. 30 cũng chưa đúng. 33. 33 cũng chưa đúng. À, 36 cơ. 36 cũng chưa đúng. Đường phân ái khí, đường phân hiếu khí. Lúc này là đường phân kỳ khí hay? Chúng ta có được. Như vậy chúng ta cũng tương tự đường phân ái khí, chúng ta phần cùng phân tách ra hai giai đoạn đường phân chúng ta có bao nhiêu? Còn con ải khí đấy là ải khí là chuyển từ piruvat có oxy thì piruvat nó không không chuyển thành axit lactic mà chuyển thành axit tinh hoa, và một một mẫu piruvat sẽ bao nhiêu? Một phân tử piruvat sẽ cho hai cái thành phần liên quan tới năng lượng NADH2 và axit tinh hoa này, tổng là bao nhiêu? 15. Mà hai phân tử sẽ là bao nhiêu? 30. Cộng với 8 của con đường đường phân là mấy? 38 ạ. À, 38. Nhớ nhá. Như vậy đường phân là kết quả năng lượng cho được là 8 thôi, nhưng đường phân ái khí thì tiếp tục cho năng lượng và con số đó là 38. Còn đường phân kỳ khí không có oxy thì năng lượng ít hơn rất là nhiều, chỉ có 2 mà thôi. Vì sao 2 là lúc này chúng ta biết cái phản ứng nó sử dụng cái gì rồi, hết yếu tố nào liên quan tới năng lượng. Đó thôi là thôi. Đang nói tới đó là đang nói tới tới à, em hỏi là em nghe nói là trong phản ứng thì là 38 nhưng mà thực tế là 36 thì em hỏi nếu giải phóng ra là 30
Nếu giải phóng ra là 40, nhưng mà có được là 38. À. Giải phóng ra là 40 nhưng có được là 38. Hai cái câu đó nó khác nhau. Giải phóng là bao nhiêu thì là con số khác, nhưng mà tính vào có được bao nhiêu là một con số khác. Đó là chúng ta đang nghiên cứu trên sự thoái hóa của glucose tự do trong điều kiện có oxy và không có oxy, thì giá trị năng lượng cho ra chúng ta là như vậy. Còn bây giờ nếu nguyên liệu đốt cháy để cho ra năng lượng là glycogen, glucose thoái hóa do cái sự thoái hóa glycogen, thì chúng ta có được năng lượng là bao nhiêu? Về nghiên cứu xem này, cái đó tôi nghiên cứu xem. Nếu bây giờ chúng ta bây giờ nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải link các cái thông tin từ cái sự thoái hóa glycogen cho tới thoái hóa glucose, chúng ta link lại thì chúng ta phải mới thấy được kết quả của sự thoái hóa glucose do cái thoái hóa glycogen cung cấp. Và glucose thoái hóa trong hai cái điều kiện có oxy và không có oxy, kết quả chúng ta có được là bao nhiêu? Đó là nhiệm vụ về nhà chúng ta nghiên cứu trên cái nền kết quả mà chúng ta đã phân tích sự thoái hóa glucose tự do này. Có nghỉ giải lao không hay là tiếp tục để kết thúc sớm? Tiếp tục nghỉ kết thúc sớm này. Tiếp tục đi cô ơi. Tiếp tục để kết thúc sớm tí ha. Về bài đây thực sự là nó cũng hơi hơi khó và dài. Rồi. Đó là con đường thứ nhất ha, chúng ta mới phân tích con đường thoái hóa thứ nhất của glucose. Và ý nghĩa quan trọng đó là nó gì? Nó có ý nghĩa về mặt năng lượng. Tuy con đường yếm khí nó cho năng lượng ít hơn rất nhiều so với con đường ái khí, chỉ có hai thôi. Và sau này chúng ta phân tích nếu đốt cháy nguyên liệu glycogen thì là cho là bao nhiêu, cũng ít hơn rất là nhiều. Nhưng đây là cái thành phần duy nhất mà trong điều kiện không có oxy vẫn cho tế bào một nguồn năng lượng đáng kể để duy trì thì hoạt động sinh lý. Và đặc biệt đối với hồng cầu là nơi không có thi thể, nguồn năng lượng chủ yếu lấy từ cái glucid và chủ yếu là thông qua con đường yếm khí này. Còn lipid hay là protein nó phải thoái hóa trong điều kiện có oxy thôi. Còn đối với glucid, đây là thành phần duy nhất ở trong cơ thể mà trong điều kiện không có oxy vẫn cung cấp cho chúng ta một cái nguồn năng lượng đáng kể để chúng ta phải duy trì hoạt động sinh lý. Phần còn lại của glucose, phần lớn glucose sẽ thoái hóa trong con đường thứ nhất đó. Một cái vấn đề đặt ra nữa về nhà từ nghiên cứu, cái tên gọi thứ nhất của con đường hexosaminidase diphosphate là đang nói tới phân tử nào về nhà nghiên cứu? Con đường thứ hai khoảng tầm 7 đến 10% glucose sẽ đi vào con đường thứ hai. Con đường có tên là hexosaminidase monophosphate, tên gọi khác là pentosaminidase phosphate. Thì hexosaminidase monophosphate là đang nói tới một phân tử đường 6 carbon có chứa một nhóm phosphate. Còn con đường thứ nhất là phân tử 6 carbon mà có chứa hai nhóm phosphate. Con đường này có tên gọi là pentosaminidase phosphate. Pentosaminidase là đang nói tới một cái đường 5 carbon. Trong quá trình chuyển hóa theo con đường này đã tạo ra cái sản phẩm đường 5 carbon, nên con đường này còn có tên gọi khác là pentosaminidase phosphate. Thì con đường này nó không có giá trị về mặt năng lượng mà nó có ý nghĩa là cung cấp các chất liên quan tới sự chuyển hóa các thành phần khác ở trong tế bào. Và cụ thể đó là chất nào? Người ta gọi là chu trình pentosaminidase. Con đường này còn có tên gọi là các chu trình. Chu trình khi nào mà chúng ta nghe cái khái niệm chu trình là đang nói tới một cái vòng tròn ấy, vòng tròn khép kín gọi là chu trình. Thì trên cái hình ảnh trên các cái chuỗi phản ứng trên slide chúng ta thấy á, từ glucose tới axit glucuric, từ sự chuyển hóa từ glucose tới axit glucuric, thì đây là con đường đường phân mà lúc này chúng ta mới nghiên cứu. Glucose muốn đi vào thoái hóa nó phải ở dạng hoạt hóa, đó là glucose 6 phosphate phát. Phần lớn glucose 6 phosphate phát sẽ đi vào con đường thứ nhất, đường phân. Còn một phần nhỏ nó sẽ đi vào con đường thứ hai, được gọi là chu trình pentosaminidase. Chu trình pentosaminidase phosphate phát. Con đường thứ hai này nó chia làm hai giai đoạn. Chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn oxy hóa, nó chuyển glucose 6 phosphate phát này thành cái dạng hexosaminidase, thành dạng đường 5 carbon, ribosaminidase 5 phosphate. Và
trong cái hoạt động, trong cái giai đoạn không oxy hóa, này là có sự tham gia của enzyme glucose 6 phosphate dehydrogenase xúc tác cho giai đoạn 1 glucose 6 phosphate dehydrogenase, viết tắt là R6VD. Enzyme này hiện nay được chỉ định sử dụng rất là nhiều trên các trường hợp ở cái bệnh viện sản nhi, chỉ định rất là nhiều. Nó có ý nghĩa gì? Enzyme dehydrogenase xúc tác cái phản ứng khử hydro ra khỏi cơ chất, và cái coenzyme tham gia để nhận nhóm hydro tham gia cho cái hoạt động enzyme ở cái khâu này đó là NADP, nhận hydro tổng hợp thành NADPH2. Và NADPH2 sau khi được tổng hợp xong, đây chính là cái nguồn cung cấp tham gia vào cái sự tổng hợp axit béo. NADPH2 sẽ là nguồn cung cấp hydro cho sự tổng hợp axit béo. Đồng thời nó có vai trò khử độc, nó giữ cho glutathione cho màng tế bào luôn luôn bền vững. Do đó thì quá trình con đường đường phân này nó diễn ra mạnh mẽ, và chúng ta thấy diễn ra mạnh mẽ nhiều nhất vẫn là ở trong hồng cầu. Cái thành phần glutathione này nó sẽ giữ cho màng hồng cầu luôn luôn bền vững, không vỡ, bảo vệ màng hồng cầu không bị vỡ. Do đó khi mà trên cơ thể mà thiếu cái men G6VD này mà hồng cầu không được bảo vệ thì nó sẽ dễ vỡ, gây ra những cái hiện tượng huyết tán trầm trọng. Giai đoạn thứ hai của chương trình này đó là giai đoạn biến đổi thuần nghịch giữa các cái ben closure với nhau. Giai đoạn biến đổi thuần nghịch giữa các cái ben closure với nhau, và sự biến đổi này nó đã tạo ra một cái ben closure có tên là ribose 5 phosphate. Sự biến đổi này nó tạo ra một cái đường 5 carbon có tên là ribose 5 phosphate, và đây là cái thành phần, một trong những cái thành phần được xem là một trong những cái nguyên liệu tham gia tổng hợp nên acid nucleic, gồm có ADN, ADN. Sự tổng hợp nên các cái thành phần đó, sự tổng hợp nên các cái acid đó có sự tham gia của đường 5 carbon, và đường 5 carbon được tạo ra trong con đường ben closure của phát này, trong cái sự chuyển hóa glucid. Những cái thành phần còn lại, những cái đường còn lại nó không tham gia vào cái gọi là dư thừa, những thành phần đường dư thừa còn lại nó sẽ tiếp tục chuyển hóa thông qua những cái phản ứng không oxy hóa để tạo ra fructose 6 phosphate và RAB. Nó sẽ tiếp tục chuyển hóa thành fructose 6 phosphate và RAB. Như vậy chúng ta thấy đây chính là cái điểm để chúng ta phân tích mối liên quan giữa cái con đường thứ nhất và con đường thứ hai. Con đường hexose mono diphosphate và con đường thứ hai là hexose mono phosphate, nó có mối liên quan với nhau. Nó có mối liên quan với nhau thì hiện là gì? Cứ 3 phân tử glucose 6 phosphate tham gia vào con đường hexose mono phosphate, con đường thứ hai, nó tạo ra 2 phân tử glucose 6 phosphate và 1 phân tử triose, cụ thể đó là RAB. Và 2 phân tử này sẽ tiếp tục đi vào con đường đường phân, nếu cơ thể chúng ta cần nhu cầu về mặt năng lượng, cần năng lượng thì nó sẽ tiếp tục đi vào con đường đường phân. Còn cái mối liên quan giữa cái glucose con đường thứ nhất với con đường thứ hai thể hiện ở chỗ là trong con đường đường phân nó tạo ra các sản phẩm fructose 6 phosphate và sản phẩm triose RAB này, thì những sản phẩm này nếu cần tổng hợp lên đường ribose 5 phosphate thì có thể sử dụng, tế bào có thể sử dụng nó để chuyển thành dạng đường 5 carbon, đường 5 carbon ribose 5 phosphate tham gia tổng hợp lên các cái nucleotide, đơn vị cấu tạo của acid nucleic. Như vậy giá trị ý nghĩa của con đường này nó không có ý nghĩa về mặt năng lượng, nên nó có ý nghĩa về việc cung cấp các chất, và cụ thể đó là NADPH2 và đường 5 carbon ribose 5 phosphate cho các cái chuyển hóa. Đối với NADPH2 sẽ là chuyển hóa tổng hợp lên acid béo, còn đối với đường 5 carbon thì chúng ta sẽ sử dụng trong cái việc tổng hợp lên acid nucleic. Và đối với ở đây chúng ta cũng phân tích cho được là cái mối liên quan giữa hai con đường thứ nhất và hai con đường thứ hai, chính là cái maxit ở đây nha. Và con đường thứ ba, con đường thứ ba chiếm tỷ lệ nhỏ thôi, khoảng từ 1-2% cái lượng glucose nó sẽ được thoái hóa trong con đường acid uromic này. Đó là cái việc tạo ra phân tử glucuronate. Glucuronate. Đây chúng ta sẽ nhầm lần với glucose. Việc tạo ra cái phân tử này có ý nghĩa gì? Đây là chất sẽ tham gia khử độc cho cơ thể. Glucuronate này có được trong sự chuyển hóa của glucose, trong sự thoái hóa glucose trong con đường acid
uronic. Và sản phẩm này tạo ra có ý nghĩa về cái chức năng khử độc cho cơ thể. HB trong hồng cầu có chức năng là vận chuyển oxy. Tuy nhiên vì lý do nào đó mà hồng cầu vỡ thì phân tử HB này nó thoát ra ngoài. Và khi thoát ra khỏi cái phân tử khỏi tế bào hồng cầu thì nó sẽ bị thoái giãn ngay. Sự thoái giãn của chúng đã tạo ra một chất độc cho cơ thể. Và chất độc đó sẽ được khử độc với sự tham gia của glucuronat này. Như vậy thì con đường thứ ba mà gluco thoái hóa là có ý nghĩa về cái chức năng khử độc của cơ thể. Như vậy kết thúc quá trình thoái hóa glucid ở trong tế bào bao gồm thoái hóa glycogen cho ra các cái đường, đơn vị cấu tạo là các đường, và chúng ta nghiên cứu sự thoái hóa của cái dạng hoạt động chính của glucid trong cơ thể, đó là gluco, bằng ba con đường có ý nghĩa khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu sự tổng hợp sự tổng hợp gluco. Sự tổng hợp gluco này hay còn gọi là sự tân tạo. Hay còn gọi là sự tân tạo gluco này, mà là tân tạo có nghĩa là tế bào sử dụng những cái nguyên liệu không có bản chất là glucid, không phải là bản chất glucid để tân tạo nên gluco. Gọi là sự tân tạo. Mặc dù não và hồng cầu là nơi mà nó phụ thuộc cái nguồn năng lượng cho hoạt động của chúng, nó phụ thuộc phần lớn vào gluco, nhưng cái sự tân tạo này nó không xảy ra ở hai cái tổ chức não và hồng cầu. Lý do vì sao thì chúng ta sẽ nghiên cứu. Đây là hình ảnh của quá trình chuyển hóa gluco. Một bên sẽ là thoái hóa và một bên là hình ảnh của sự tổng hợp. Thoái hóa và tổng hợp. Thoái hóa ở đây chính là thoái hóa từ gluco tới acid glycerol này. Thì đây chính là con đường đường phân này. Như vậy quá trình tổng hợp là những phản ứng đi ngược với quá trình đường phân. Khi nghiên cứu người ta thấy vậy. Quá trình tổng hợp là những phản ứng đi ngược với quá trình đường phân. Và nó chỉ khác nhau ở ba phản ứng một chiều trong con đường đường phân. Trong con đường đường phân có ba phản ứng một chiều, đó là phản ứng số 1, số 3 và số 10. Thì ở đây thì quá trình tổng hợp nó chỉ khác nhau ở chỗ đó, ba cái điểm đó. Và khác nhau về gì? Khác nhau về cái việc sử dụng enzyme xúc tác cho phản ứng. Và khác nhau ở chỗ là nó có những cái quá trình chuyển hóa riêng. Cụ thể, trong con đường đường phân ở phản ứng thứ 10, từ tiền chất phosphoenol pyruvate, n-enzyme pyruvate kinase chuyển thành phân tử pyruvate. Thì ở trong cái phản ứng tân tạo tổng hợp gluco, từ pyruvate để chuyển thành phosphoenol pyruvate nó phải trải qua một cái phản ứng trung gian nhờ cái enzyme carboxylase, nó sẽ trải qua phản ứng trung gian để tổng hợp nên phân tử oxaloacetate, và từ oxaloacetate mới chuyển thành phosphoenol pyruvate. Đây là một cái điểm khác giữa quá trình thoái hóa và tân tạo. Thoái hình và thoái hóa và tân tạo. Và oxaloacetate này chúng ta gặp rồi. Đây chính là cái chất mồi để dẫn dắt những cái mẫu acetin của enzyme vào cái chu trình Krebs, và vào đó đốt cháy hoàn toàn mới cho chúng ta 12 năng lượng. Và cái chất mồi bắt buộc phải có chất mồi này, còn nếu không có chất mồi thì sản phẩm acetin của enzyme ra được tạo ra đó, nhưng nó sẽ không được đốt cháy trong vòng tròn. Đặc điểm khác thứ hai ở cái phản ứng thứ ba của con đường đường phân. Ở phản ứng thứ ba, đường phân sử dụng cái enzyme có thể là phosphofructokinase để chuyển fructose 6 phosphat thành fructose 16 diphosphat. Thì con đường tổng hợp sử dụng cái enzyme khác, và enzyme này được đặt tên theo cách là lấy tên cơ chất cùng với đuôi ase. Thì là tổng hợp cơ chất mà enzyme xúc tác sẽ là fructose 6 phosphat diphosphat chuyển thành fructose 6 phosphat nhờ enzyme fructose 16 diphosphatase. Và một cái điểm gọi là bước nhảy quan trọng cuối cùng để tân tạo nên đường, đó là quá trình thoái hóa sẽ sử dụng enzyme histokinase để chuyển gluco thành gluco 6 phosphat.
khí tân bào. Tế bào lại sử dụng một cái enzyme được đặt tên theo cùng theo cái cách như vậy, lấy tên cơ chất enzyme xúc tác cộng với đưa ager. Đó là enzyme có tên glucose sáu phosphate phosphatase để chuyển glucose sáu phosphate phosphate thành glucose tổng hợp lên dạng glucose tự do, tân tạo nên lại glucose. Và nhắc lại enzyme then chốt cuối cùng này để chúng ta tổng hợp được glucose. Glucose sáu phosphatase chủ yếu là do gan tổng hợp được, một phần nhỏ khoảng 10% người ta phát hiện tế bào của thận tổng hợp được là nó. Đó là lý do tại sao não và hồng cầu là hai cái tổ chức mà sử dụng nguồn năng lượng phụ thuộc hầu như là ở từ thành phần glucose nhưng không tổng hợp được glucose bởi nó không tổng hợp được cái enzyme then chốt này, enzyme glucose sáu phosphatase. Đó là quá trình tân tạo glucose. Vậy tân tạo glucose xảy ra khi nào? Quá trình tân tạo glucose sẽ xảy ra khi nào đấy? Khi nào sẽ tổng hợp glucose? Trong trường hợp nào? Trong trường hợp nào thì ở trong tế bào quá trình tân tạo glucose sẽ diễn ra? Khi đói và khi cần kiệt glycogen dự trữ. Khi đói và khi cần kiệt glycogen dự trữ, đúng không? Và đặc biệt ở giữa hai bữa ăn á, giữa hai các cái khẩu phần ăn, các bữa ăn xa nhau á, thì quá trình tân tạo này diễn ra, cũng diễn ra rất là mạnh. Bởi chúng ta vẫn còn cái kho dự trữ glycogen, nhưng khi đó glycogen thoái hóa cung cấp glucose để cung cấp năng lượng cho các cái mô tổ, các cái não và không không sử dụng. Còn chúng ta các mô tổ chức khác sẽ sử dụng nguồn năng lượng từ sự thoái hóa các thành phần khác, đó là lý do quá protein. Còn khi nào sẽ thoái hóa glucose, khi nào sẽ thoái hóa, khi nào sự thoái hóa glucose diễn ra? Khi cần năng lượng. Khi cần năng lượng sẽ thoái hóa glucose diễn ra. Khi nào tổng hợp diễn ra quá trình tổng hợp glycogen? Khi nào quá trình glycogen, quá trình tổng hợp glycogen diễn ra? Nó diễn ra liên tục ạ. Diễn ra liên tục à? Lấy đâu ra mà diễn ra liên tục? Ví dụ như này, cùng nhau đi du lịch ở trong rừng và thấy là lạc, thức ăn không có trong vòng 2-3 ngày thì glycogen có tổng hợp không? À, khi mình đưa thức ăn vào quá. Khi chúng ta dư thừa glucid nhé, khi chúng ta dư thừa glucid thì quá trình tân tổng hợp glycogen mới diễn ra. Còn trong trường hợp mà chúng ta cạn kiệt đói thì chắc chắn glycogen đó dẫn tới một tình trạng đó là không còn glycogen ở trong tế bào luôn á, cơ thể chúng ta sử dụng cạn kiệt nó luôn nếu chúng ta không được cung cấp từ bên ngoài vào. Và khi chúng ta có cái lượng dư glucose, lượng dư glucid thì quá trình tổng hợp glycogen nó sẽ mới diễn ra nhé. Ở đây cái quá trình tân tạo glucose nó diễn ra có một cái chu trình để thể hiện cái quá trình tân tạo glucose, đó là chu trình Cori hay còn gọi là chu trình axit lactic. Chu trình này do nhà khoa học Cori phát hiện và người ta đặt tên ông, đặt lấy cái tên ông đặt tên cho chu trình này để vinh danh ông. Chu trình này gọi là chu trình là chúng ta bắt gặp cái khái niệm chu trình này. Nó tới chu trình là một cái vòng tròn và cái vòng tròn này thể hiện ở chỗ nào? Vòng tròn này thể hiện ở chỗ nào? Chúng ta thấy khi cơ chúng ta hoạt động mạnh, khi cơ chúng ta hoạt động mạnh thì chúng ta sẽ cần tới nhiều năng lượng này. Và khi đó quá trình đường phân yểm khí và đường phân ải khí nó xảy ra. Đường phân yểm khí và đường phân ải khí nó xảy ra liên tục để cung cấp năng lượng. Và trong điều kiện vì sử dụng liên tục như vậy nên cái đường phân yểm khí nó sẽ chiếm ưu thế hơn. Và quá trình đường phân yểm khí nó sẽ tạo ra chúng ta một cái sản phẩm chúng ta biết rồi, đó là axit lactic. Axit lactic này sẽ được vận chuyển theo máu đưa về gan để tổng hợp lên lại đường, lên lại glucose. Glucose sẽ tiếp tục đi theo máu vận chuyển về cơ để cơ sử dụng nguồn glucose này cung cấp năng lượng cho cơ hoạt động. Và trong nếu hoạt động trong điều kiện yểm khí, sản phẩm chúng ta tạo ra đó là axit lactic tại cơ. Tại sao ở cơ có cái nguyên liệu là axit lactic?
chính là nguyên liệu mà tế bào có thể sử dụng để tân tạo nên lại đường, lại không tổng hợp ở cơ đi mà lại vận chuyển về gan để làm gì? Cái nó phức tạp và mất thời gian. Vì sao? Để mà điều hòa quá. Điều hòa như thế nào? Vì sao? Chúng ta từ điểm khí đến thì này khí nó xuyên ra axit lactic của điểm nhỏ glucosid. Chúng ta thấy rằng nếu trong cái sự chuyển hóa này chúng ta thấy thì cơ thể chúng ta có thể sử dụng cái nguồn nguyên liệu là axit lactic, đây chính là sản phẩm của quá trình đường phân yếm khí để dùng để tổng hợp lên lại đường. Và cái quá trình vận hành ở cơ khi diễn ra mạnh mẽ là tạo ra nhiều axit lactic, thì tại sao ở cơ không sử dụng cái nguồn nguyên liệu này để tấn tạo lên lại đường rồi cơ sử dụng, mà phải theo máu đưa về gan rồi gan tổng hợp lên gluco rồi mới gluco mới được vận chuyển theo máu để cung cấp trở lại cho cơ? Em nghĩ làm để khử độc quá. Chưa phải. Đi xong rồi. Chúng ta thấy phức tạp không ấy. Thay vì đó, cơ sử dụng luôn cái nguồn này để tổng hợp lên gluco và sử dụng luôn tại chỗ đi. Còn việc mà vận chuyển về máu rồi đưa gan tổng hợp rồi quay trở lại, nó vừa mất thời gian mà nó phức tạp ra. Vì sao? Vì sao phải như vậy? Vì để tổng hợp lên gluco thì chỉ có gan và thận có khả năng tổng hợp được mà thôi. Vì sao? Nó liên quan tới enzyme gì? Coi lại thế. Còn các mô tổ chức khác không tổng hợp được là vì không tổng hợp được cái enzyme đó. Amylase. Amylase đâu phải có ở đấy. Amylase là cái enzyme thuộc về hệ enzyme tiêu hóa hay? Để tiêu hóa lên tinh bột. Cái enzyme gì là enzyme được xem là enzyme tân tạo đường? Cái enzyme này trong cái quá trình chuyển hóa này cô cứ nhắc đi nhắc lại nhấn mạnh rất rõ. Thế nên cơ mà có khả năng tổng hợp được enzyme này thì cái quá trình chu trình này không diễn ra đâu. Cơ sẽ sử dụng cái nguyên liệu lactic để tổng hợp lên lại gluco luôn. Nhưng một thực tế rằng cơ không tổng hợp được enzyme này. Do đó nó mới diễn ra cái chu trình như thế này. Và quá trình tạo nhiều cái acid lactic đã làm thay đổi cái pH của môi trường. Đó. Acid thành thử nếu cái nguồn này mà nó tích tụ nhiều thì gì? Đây ra một cái hiện tượng gọi là chuột rút. Về xem lại đó là enzyme gì nhá. Nhắc đi nhắc lại nhiều trong cái phân tích quá trình chuyển hóa, đặc biệt là trong quá trình tân tạo của gluco. Rồi khi chúng ta có giữ cái nguồn glucid, cái quá trình tổng hợp glycogen nó sẽ diễn ra. Và chúng ta biết rằng cái nguyên liệu để tổng hợp glycogen đó là từ gluco, đúng không? Tuy nhiên cái quá trình tổng hợp glycogen này này cũng là những cái quá trình đi ngược, cũng là những cái phản ứng đi ngược với quá trình thoái hóa glycogen. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhớ lại, cùng nhau nhớ lại quá trình thoái hóa glycogen diễn ra như thế nào. Từ glycogen này, nó sẽ thoái hóa thành gluco một phốt phát, đúng không? Sự thoái hóa cho chúng ta sản phẩm gluco một phốt phát, và từ gluco một phốt phát mới đồng phân hóa thành gluco 6 phốt phát. Và từ gluco 6 phốt phát sử dụng enzyme gluco 6 phốt phát tazơ để tổng hợp nên lại gluco tự do. Vậy khi chúng ta có nguồn gluco tự do thì quá trình tổng hợp này nó sẽ đi ngược với quá trình thoái hóa đó, là từ gluco tự do sẽ được hoạt hóa thành gluco 6 phốt phát. Gluco 6 phốt phát sẽ được đồng phân hóa thành gluco 1 phốt phát, và ở dạng này nó mới được vận chuyển về nơi cái vị trí để tổng hợp lên phân tử glycogen, chứ không phải là ở dạng tự do mà ở dạng kết hợp. Như thế này thì nó mới được vận chuyển về nơi tổng hợp lên glycogen, và cái phân tử chịu trách nhiệm vận chuyển nguyên liệu gluco 1 phốt phát về nơi tổng hợp glycogen đó là UTP, uridine triphosphate. Đây là một nucleotide nhé. Nucleotide, phân tử này chúng ta sẽ gặp lại trong cái bài chuyển hóa axit nucleic ấy. Nó sẽ đảm nhận cái việc vận chuyển từng cái gốc gluco phát này về nơi
tổng hợp glycogen. Và quá trình tổng hợp glycogen là nhờ cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai cái enzyme glycogen synthase và cái enzyme glucosamine 46 transferase. Nó sự phối hợp nhịp nhàng của hai cái enzyme này sẽ tạo nên mạch thẳng và mạch nhánh trên phân tử glycogen cho tới khi cái nguồn dư thừa đó là hết, thì quá trình tổng hợp nó kết thúc. Mà trong đó cái hoạt động của glycogen synthase này nó có chức năng là kéo dài cái mạch thẳng, còn cái hoạt động của glycosamine 46 transferase này nó sẽ có chức năng là hình thành cái mạch nhánh trên phân tử glycogen. Điều này chúng ta về nghiên cứu thêm ở trong tài liệu, và đó là sự phối hợp tạo nên tổng hợp nên glycogen cho tới khi thì các tính gốc glucose dư thừa đó nó hoàn toàn hết, thì sự tổng hợp này nó kết thúc. Thực tế rằng sự tổng hợp glycogen trên thực tế rằng trong tế bào chúng ta nó diễn ra trong hai trường hợp, nhưng với chương trình học của chúng ta thì chỉ giới thiệu một cái trường hợp cơ bản này là trường hợp trong tế bào có sẵn cái phân tử glycogen. Bây giờ chúng ta cung cấp bên ngoài vào cái nguồn glucid dư thừa so với nhu cầu, thì lượng dư đó chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng đưa vào kho bằng cách tổng hợp lên glycogen. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai đó là khi cơ thể chúng ta bị bỏ đói quá lâu, chúng ta sử dụng cái nguồn sẵn có ở trong tế bào một cách cạn kiệt, glycogen ở trong tế bào không còn nữa. Rồi sau một thời gian cơ thể chúng ta được phục hồi trở lại thì lượng dư xuất hiện, thì khi đó quá trình tổng hợp glycogen sẽ diễn ra, và nó sẽ diễn ra trên một cái nền là trong tế bào hoàn toàn trống kín, không có hạt glycan này. Thì quá trình cái khởi động cho quá trình tổng hợp glycogen diễn ra nó có điểm khác một chút so với cái trường hợp có hạt glycogen. Thì thôi, đó là cái chương trình thuộc cho các cái bạn chuyên ngành, xét nghiệm chuyên ngành nó có nghiên cứu tới vấn đề đó. Còn với chúng ta thì sẽ là giới thiệu ở cái mức cơ bản nhất, đơn giản nhất là sự kéo dài mạch thẳng là nhờ cái enzyme glycogen synthase và sự tạo thành được nhánh trên phân tử là nhờ enzyme glycosamine 46 transferase. Và nồng độ gluco ở trong cơ thể chúng ta, nồng độ gluco trong cơ thể chúng ta phải luôn được hằng định, gọi là đường máu á, nó phải luôn được hằng định. Nó hằng định được, nó luôn luôn ổn định được là nhờ vào một cái hệ thống, nhờ vào cái hệ thống cân bằng đường máu, người ta gọi là hệ thống cân bằng đường máu. Thì đường máu trong cơ thể chúng ta mới luôn được hằng định, nó không quá cao và không quá thấp. Và hệ thống đó là gì? Chủ yếu là đó, vai trò của gan này, vai trò của gan và tuyến tụy tiết ra các hormone tham gia điều hòa đường máu. Một khi mà đường máu thấp, đây chính là những đường máu, đường trong máu, nồng độ đường trong máu chính là cái yếu tố để giúp kiểm soát cái việc giải phóng các cái hormone cân bằng đường máu do tuyến tụy bài tiết. Một khi đường máu mà thấp, nó sẽ kích thích tuyến tụy tiết ra cái hormone. Hormone có vai trò kéo đường máu lên, làm tăng đường máu chính là glucagon. Và glucagon sẽ cơ chế làm tăng đường máu của glucagon đó là tác động lên cái sự chuyển hóa glucid tại gan, tăng thoái hóa glycogen thành gluco, và gluco sẽ được đưa vào máu, thông qua đó là kéo cái nồng độ đường máu lên. Còn một khi chúng ta rơi vào trạng thái cái đường máu cao quá cao, chính cái nồng độ đường máu cao này nó sẽ kích thích tuyến tụy tiết ra cái hormone có vai trò làm hòa đường máu, đó là insulin. Và đối với cái hệ thống làm hòa cân bằng đường máu này, thì cái phía mà làm hòa đường máu chỉ có vai trò insulin thôi. Còn đối với cái hệ thống mà làm tăng đường máu thì ngoài cái lúc đó vẫn còn có rất là nhiều cái vai trò của các cái hormone khác do các cái cơ quan, các cái tuyến khác bài tiết. Còn với insulin thì hạ đường máu thì chỉ có một insulin thành thử. Với insulin nó có rất là nhiều cơ chế để làm hạ đường máu mỗi khi đường máu cao. Và một trong cơ chế đó là nó làm tăng tính thấm gluco qua mạc. Giống như là nó chìa khóa, insulin được xem là chìa khóa mở các cái cánh cửa mang tế bào để cho gluco ở ngoài máu đi vào. Thông qua đó, nồng độ gluco trong máu nó giảm. Nó tăng hoạt tính của các cái enzyme tham gia tổng hợp glycogen, sử dụng gluco tổng hợp lên glycogen giúp cho đường máu giảm, thông qua đó đường trong máu nó sẽ giảm,
đó là về cơ chế điều hòa đường đường máu của cơ thể chúng ta, có vai trò của cơ quan gan, chức năng chuyển hóa của oxit và vai trò của các hormone do tuyến tụy bài tiết và các hormone do tuyến tụy bài tiết mà được kiểm soát bởi cái nồng độ đường ở trong máu. Và cuối cùng của văn bài này là giới thiệu chúng ta cái sự phối loại chuyển hóa của oxit. Trong rối loạn chuyển hóa glucid thì chúng ta chỉ có hai trường hợp, đó là tăng đường máu và hạ đường máu. Rối loạn chuyển hóa glucid trong bệnh đái đường tụy tức là tăng đường máu, và rối loạn chuyển hóa glucid trong hạ đường máu thì những cái xét nghiệm thường theo dõi trong hai trường hợp này đó là những cái xét nghiệm gì? Trường hợp thứ nhất, bệnh đái đường tụy đái tháo đường, người ta định nghĩa là một cái bệnh mãn tính gây ra do thiếu sản xuất insulin của tuyến tụy hoặc là tác dụng của insulin không hiệu quả dẫn tới gây tăng glucose máu. Insulin có vai trò làm hạ đường máu. Bây giờ tuyến tụy sản xuất ra với số lượng không đầy đủ hoặc là chất lượng insulin kém thì chắc chắn cái hệ thống làm hạ đó nó sẽ không cân bằng được với cái hệ thống làm tăng, dẫn tới hiện tượng là tăng glucose máu. Và cái hậu quả mà đáng tiếc nhất do bệnh đái tháo đường gây ra đó là tử vong. Ngoài ra đái tháo đường có thể gây ra những cái biến chứng nghiêm trọng tới các mô tổ chức của cơ thể, đặc biệt đến mạch máu và thần kinh. Thì ở đây theo cái hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ ADA có cập nhật vào năm 2017, hiện nay đã có ADA trong giáo trình của chúng ta là cập nhật tới năm 2017, nhưng hiện nay đã ADA đã cho ra cập nhật từ 2019-2020. Tuy nhiên các tiêu chuẩn về chẩn đoán bệnh đái tháo đường thì không có gì thay đổi. Để chẩn đoán đái tháo đường thì người ta dựa vào một trong bốn tiêu chuẩn sau. Thứ nhất, đường huyết chẩn đoán đái tháo đường khi đường huyết tương mà chúng ta làm ở thời điểm đó nó lớn hơn 7.0 mmol trên lít, hoặc cái đường máu ở thời điểm sau 2 giờ làm nghiệm pháp dung nạp gluco nó lớn hơn 11.1 mmol, hoặc cái nồng độ HbA1c nó lớn hơn 6.5%. Cái kết quả của HbA1c xét nghiệm ra nó lớn hơn 6.5%. Hoặc gluco huyết tương ở thời điểm bất kỳ nó lớn hơn 11.1 mmol trên lít. Kèm theo các triệu chứng kinh điển của bệnh lý đái tháo đường đó là uống nhiều, tiểu nhiều và sụt cân nhiều. Thì trong trường hợp cái thời điểm gluco huyết tương ở thời điểm bất kỳ mà chúng ta làm ra mà có nồng độ như thế này thì người ta khuyến cáo nên làm lại lần hai. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay thì người ta hay sử dụng hai cái xét nghiệm để giúp chẩn đoán về bệnh đái tháo đường, và hai xét nghiệm này được xem là hai xét nghiệm thường quy giúp chẩn đoán về bệnh đái tháo đường, đó là gluco máu lúc đói và HbA1c. Còn gluco làm nhiệm pháp dung nạp đường huyết thường người ta hay sử dụng khi gluco máu đói nó có giá trị và nó có dấu hiệu trung đoàn thì người ta sẽ làm phối hợp thêm cái nhiệm pháp dung nạp này. Đây là bốn tiêu chuẩn cần đạt trong một trong bốn tiêu chuẩn này thì có thể là chẩn đoán bệnh đái tháo đường. Vậy những cái xét nghiệm tham gia hoặc phát hiện đái tháo đường bao gồm đó là những xét nghiệm gì? Thứ nhất, gluco nhiều. Gluco nhiều là nghĩa là gì? Tức là chúng ta đái ra đường đó. Trước đây khi nồng độ đường trong máu của chúng ta quá cao, nó vượt quá cái ngưỡng tải hấp thu của thận thì sẽ xuất hiện đường trong nước tiểu ngay. Và trước đây cái xét nghiệm gluco nhiều này khá quan trọng trong cái việc để chẩn đoán đái tháo đường. Tuy nhiên ngày nay cái xét nghiệm này, cái giá trị của xét nghiệm này ngày một giảm đi là bởi vì nó xuất hiện được thay thế bởi nhiều cái xét nghiệm đặc hiệu hơn. Nên hiện nay làm xét nghiệm glucose nhiều chỉ mang tính sàng lọc, bởi vì đôi khi đường trong máu của chúng ta rất bình thường, nhưng trong nước tiểu vẫn xuất hiện đường máu đường. Đó là tình huống không liên quan tới bệnh lý đái tháo đường mà liên quan tới đường thận, bệnh lý đường đái tháo đường thận. Thì ngưỡng tải hấp thu của đường đối với trường hợp đó nó thấp xuống vì bệnh lý về thận, chức năng thận giảm, thì ngưỡng tải hấp thu về đường đối với cái trường hợp đó nó giảm. Thế nên mặc dù đường trong máu thì rất bình thường nhưng vẫn cứ xuất hiện đường trong nước tiểu
Do đó ngày nay glucose nhiều được xem là một cái xét nghiệm sàng lọc thôi. À, thì giá trị về chẩn đoán phát hiện đái tháo đường nó giảm đi rất là nhiều. Dựa vào những cái tiêu chuẩn để chẩn đoán đái tháo đường của ADA thì một trong những cái xét tiêu chuẩn đó là xét nghiệm glucose máu ngẫu nhiên. Xét nghiệm glucose máu ngẫu nhiên nghĩa là sao các bạn? Xét nghiệm glucose máu ngẫu nhiên nghĩa là sao? Xét nghiệm glucose máu ngẫu nhiên có nghĩa là xét nghiệm vào thời điểm nào trong ngày cũng được, sau ăn cũng được. Thường thường chúng ta thường có những cái hướng dẫn với bệnh nhân là nên lấy máu vào buổi sáng, làm xét nghiệm thì lấy máu vào buổi sáng trước khi ăn. Tuy nhiên đối với xét nghiệm đường thì không, đôi lúc buổi chiều người ta ăn xong buổi chiều thì người ta muốn tới làm kiểm tra đường máu thì chúng ta cũng có thể lấy được. Và khi lấy xong làm xét nghiệm mà nồng độ nó lớn hơn 11.1 thì đó là một cái dấu hiệu và khuyến cáo thì chúng ta nên làm lại theo cái bộ y tế thì chúng ta nên làm lại lần hai và phối hợp thêm những cái hai cái xét nghiệm thường quy mà hiện nay đang sử dụng là hướng dẫn bệnh nhân sáng mai ở cái trạng thái đói chưa ăn nên lấy máu làm xét nghiệm lại đồng thời làm thêm HbA1c để có những cái kết quả phù hợp chắc chắn để chúng ta nhận được một cái để chúng ta đi tới một cái chẩn đoán đó là đái tháo đường. Cái xét nghiệm quan trọng tiếp theo đó là glucose máu khi đói. Đó ở đây là chúng ta không dùng nào carbohydrate trong vòng 8 tiếng á, thành thử là sau một đêm khi làm cái xét nghiệm này thì nên hướng dẫn bệnh nhân là lấy máu vào lúc sáng sớm trước khi ăn. Và nồng độ cái đường chúng ta hàng định giá trị tham chiếu gọi là giá trị bình thường á, nằm trong khoảng là 4.4 đến 5.0 mmol trên lít. Và khi làm xét nghiệm đường máu khi đói mà lớn hơn 7.0 mmol trên lít thì có thể chẩn đoán đái tháo đường. Và xét nghiệm tiếp theo giúp phát hiện đái tháo đường đó là nghiệm pháp dung nạp glucose máu sau ăn 2 giờ. Đối với cái xét nghiệm này thì cũng rất là đặc hiệu, tuy nhiên để cân nhắc cái lượng carbohydrate trong khẩu phần ăn một chứa khoảng 100 gram thì cũng là khó chứ không phải là dễ. Thành thử đây là cái xét nghiệm nó có tính đặc hiệu cao nhưng ít sử dụng bởi cái sự phức tạp của nó. Cái xét nghiệm tiếp theo là nghiệm pháp tăng glucose máu đường uống. Nghiệm pháp glucose máu đường uống khi chúng ta làm xét nghiệm đường máu khi đói á, chúng ta thấy cái giá trị bình thường đường máu khi đói chúng ta là từ 4.4 đến 5.0 mà khi nó lớn hơn 7.0 thì được chẩn đoán là đái tháo đường. Tuy nhiên khi chúng ta làm xét nghiệm đường máu mà nó lớn hơn 5.0 nhưng lại nhỏ hơn 7.0, có thể là 6.2, 6.9 gì đấy, tức là đó là có dấu hiệu rối loạn chuyển hóa của glucose đấy, thì khi đó người ta hay áp dụng thêm một cái xét nghiệm phối hợp đó là nghiệm pháp tăng glucose máu, nghiệm pháp tăng glucose máu bằng đường uống, người ta hay phối hợp thêm cái xét nghiệm này. Và thông thường với một cái cơ thể sinh lý bình thường, khi chúng ta cho bệnh nhân uống với một cái lượng đường như thế này thì trong một cái giờ đầu thì nồng độ đường nó sẽ rất cao. Tuy nhiên với nồng độ đường cao ở trong máu nó sẽ kích thích đến vì bài tiết ra insulin để kéo nồng độ đường xuống, thế nên sau 2 giờ nồng độ đường cũng sẽ rất thấp. Còn với một cái trường hợp mà bệnh lý thì nồng độ glucose sau 2 giờ nó sẽ không thấp mà nó cao, giá trị trên 11.1, có thể lên đến 11.1. Ta xét nghiệm phân biệt đái tháo đường type 1 và type 2. Đái tháo đường thì phân ra rất là nhiều type 1, type 2, đái tháo đường thai kỳ hoặc là đái tháo đường ở những cái bệnh trường hợp đặc biệt khác. Thì đối với type 1, type 2 là gì? Type 1 là type phụ thuộc insulin, còn type 2 là type không phụ thuộc insulin. Phụ thuộc insulin là gì? Do tế bào beta, một vì lý do gì mà nó phá hủy dẫn tới cái việc tổng hợp lên insulin là bị thiếu hoàn toàn. Còn type 2 thì tế bào beta, chức năng của tế bào beta thì rất là ổn định, vẫn tổng hợp được số lượng insulin đầy đủ nhưng do sự đề kháng insulin với cái tế bào do đó dẫn tới sự thiếu hụt thì insulin cho cái việc chức năng với cái chức năng là để kéo đường máu xuống. Và hai cái xét nghiệm để phân biệt đánh giá phân biệt đái tháo đường type 1 type 2 đó là insulin và peptide C. Insulin và peptide C. Đối với insulin
thì đổi trường hợp ở tuyếp 1 định lượng ra nồng độ insulin một là không có, hai là rất là thấp bởi tế bào beta nó bị phá hủy mất chức năng tổng hợp lên insulin. Còn trường hợp thứ hai thì chức năng beta là bình thường nên cái nồng độ insulin nó bình thường hoặc là tăng hơn một chút. Đối với peptide C, đây là cái phần phụ của cái insulin, đây là cái phần peptide liên quan tới cái cấu trúc của insulin và nó cùng giải phóng với cái tế bào beta tuần luôn cùng lượng của insulin. Thế nên khi mà định lượng ra peptide C giảm thì nó thường là đó là đái tháo đường tuyếp 1, còn định lượng ra peptide C mà tăng thì đó là đái tháo đường tuyếp 2. Các xét nghiệm để theo dõi đái tháo đường, theo dõi điều trị bệnh lý đái tháo đường và hiện nay người ta sử dụng nhiều nhất, nhiều hơn cả đó là xét nghiệm HbA1c. HbA1c đó là HbA1c, đây là sự gắn phân tử gluco lên Hb ở trong hồng cầu ấy, Hb ở trong hồng cầu và nó gắn với gluco tạo thành HbA1c. Chúng ta biết đời sống sinh lý của hồng cầu là 120 ngày tương thích với 3 tháng đúng không? Do đó việc kỳ định lượng HbA1c này là giúp chúng ta kiểm soát được nồng độ đường, thấy được nồng độ đường, giá trị nồng độ đường trung bình trong 2 hoặc 3 tháng trước đó của bệnh nhân. Và do đó là với cái xét nghiệm này nó giúp cho lâm sàng theo dõi điều trị và dự báo các nguy cơ biến chứng. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà các bệnh lý liên quan tới HB thì có thể cái xét nghiệm HB1C này kết quả có thể không chính xác nữa, thì khi đó người ta sẽ được tiến hành thêm cái xét nghiệm đó là proctosamine là một cái sự kết hợp giữa protein gắn với gluco. Và protein trong cơ thể chúng ta chủ yếu là albumin, có thời gian vận hành là khoảng tầm 2 tuần. Thành thử với cái xét nghiệm này nó giúp chúng ta theo dõi được cái nồng độ đường gluco trong 2-3 tuần trước đó. Thời gian theo dõi nó ngắn hơn so với HbA1c. HbA1c là 2-3 tháng trước đó. Còn đối với fructosamine nó theo dõi cái kiểm soát cái nồng độ gluco thay đổi trong 2-3 tuần trước đó. Xét nghiệm thứ ba là microalbumin là protein bình thường với cái chức năng thần bình thường nó sẽ không cho qua các cái thành phần protein ở trong đường phân tử lớn, nó không cho qua. Nhưng khi cần có dấu hiệu tổn thương thì sẽ xuất hiện protein trong nước tiểu này. Trong cái bệnh lý đái tháo đường nó có ảnh hưởng tới cái chức năng thận và xét nghiệm microalbumin nhiều, tức là phát hiện một cái lượng nhỏ nồng độ albumin ở trong nước tiểu giúp cho cái việc chúng ta là chẩn đoán những cái biến chứng sớm liên quan tới thận do cái đái tháo đường tạo ra, nó có ý nghĩa như vậy. Cái trường hợp rối loạn thứ hai đó là hạ đường máu. Thì hạ đường máu không phải là bệnh lý này, đái tháo đường còn là bệnh lý nhưng mà hạ đường máu không phải là bệnh lý. Đây chỉ là một sự rối loạn hàm lượng nồng độ của nồng độ gluco thôi. Chúng ta biết nồng độ gluco ở trong cơ thể chúng ta phải vô hàm lượng và một khi nó hạ nồng độ gluco mà hạ thì nó sẽ kích thích cái hormone tiến tùy tiết ra hormone glucagon để kéo nồng độ đường máu lên và khi đó cũng là yếu tố để nó kích thích thì insulin đừng có bài tiết nữa. Đó là vấn đề cơ thể sinh lý bình thường và người ta thấy khi nồng độ gluco máu mà giảm dưới 2,8 mmol/L thì được xem là hạ gluco máu, thông thường là vậy. Tuy nhiên ở trên một cơ thể đặc biệt thì đôi khi nồng độ này nó thấp hơn rất nhiều nhưng mà phải người ta vẫn rất là bình thường. Nhưng thông thường cái nồng độ mà hạ dưới 2,8 mmol/L thì được xem là hạ gluco máu. Thì những cái xét nghiệm để thăm dò trong trường hợp hạ gluco máu này là gì? Thì xét nghiệm đặc trưng nhất vẫn là xét nghiệm gluco máu, đúng không? Xét nghiệm gluco máu thì đó để xem nồng độ gluco máu bao nhiêu, dẫn tới cái trường hợp chắc chắn là nó hạ dưới 2,8 mmol/L. Và sau đó người ta phối hợp thêm cái bộ ba của xét nghiệm insulin, peptide C, proinsulin. Thì ở đây cô xin giới thiệu lên cái bộ ba của xét nghiệm này. Cấu trúc của insulin, peptide C và proinsulin nó liên quan như thế nào? Và trên thực tế người ta sẽ phối hợp xét nghiệm thêm cái bộ ba này. Đây là cấu trúc của proinsulin. Pro tức là ở dạng tinh, chứ có hoạt tính. Này, tế bào tuyến tụy nó tổng hợp ra proinsulin. Sau đó
proinsulin này sẽ chuyển thành dạng có hoạt tính, tức là chuyển thành insulin có hoạt tính để tham gia vào cái chức năng đó là làm giảm glucose máu bằng cách là nó cắt đứt hai chuỗi A và hai chuỗi B trong cấu tạo. Hai chuỗi này được liên kết với nhau bởi các cái đường cầu nối đi xung quanh, nó cắt đứt để tạo thành insulin có hoạt tính và phần bẹp tích còn lại nhé, phần bẹp tích lại còn lại trong phân tử ở hình chữ C này người ta gọi là bẹp tích C. Một đoàn bẹp tích còn lại trong phân tử gồm có khoảng tầm là 30 đến 40 axit amin gì đấy lại với nhau, đấy gọi là bẹp tích C. Và bẹp tích C và insulin sẽ được tuyến tụy bài tiết ra cùng một lần, do đó cái lượng insulin và bẹp tích C nó tương đương nhau. Và cái việc tiết ra insulin thông thường nồng độ glucose nó thấp thì nó phải thấp, nồng độ nó thấp, nhưng trong trường hợp hạ glucose máu thì nó có thể tăng. Và bẹp tích C này là một cái xét nghiệm để đánh giá, giúp đánh giá xem cái nguồn insulin này là nội sinh hay ngoại sinh, nội sinh hay ngoại sinh từ bên ngoài đưa vào, vì nó được phóng thích bởi cái tế bào của beta của tuyến tụy, nó phóng thích với một lượng tương đương với insulin. Và trong phòng đó người ta cũng làm thêm cái coro insulin, nhưng trên thực tế thì chỉ làm insulin và bẹp tích C là đủ để người ta đánh giá cái tình trạng hạ glucose máu rồi, phối hợp với glucose đó. Một trường hợp một cái trường hợp đặc biệt cũng giúp đánh giá được nguyên nhân gây hạ đường máu, đó là thử nghiệm nhìn đó kéo dài có thể lên tới là 72 giờ. Và trong cái thử nghiệm đó người ta cũng làm phối hợp giữa glucose đói và cái bộ ba insulin và chỉ C và proinsulin. Thông qua đó người ta sẽ đánh giá cái tình trạng nguyên nhân dẫn tới cái hạ glucose máu là gì. Còn những cái xét nghiệm trong giáo trình chúng ta có giới thiệu những xét nghiệm khác để đánh giá hạ glucose máu thì trên thực tế cũng không ứng dụng. Giới thiệu cho chúng ta để không hiểu thêm không, chất lượng thực tế không sử dụng những xét nghiệm đó. Và tới đây chúng ta kết thúc buổi sáng hôm nay này. Hẹn gặp lại các em vào buổi sau. Buổi sau thì chúng ta sẽ nghiên cứu tới sự chuyển hóa của cái thành phần dinh dưỡng thứ hai, đó là protein. Và hy vọng chúng ta về nhà có sự nghiên cứu trước tài liệu. Buổi sáng chúng ta kết thúc tại đây. Chào các em nhé. Dạ, bọn em chào cô ạ. Cái việc mà dạy luôn một buổi thì nó cũng không tốt lắm đúng không? Phải cần phải được gì láo, buổi sau chúng ta phải dạy láo đấy, không dạy nguyên cả buổi như thế này nữa. Chào cả lớp nhé. Dạ, chào cô ạ. Em chào cô.